Em là vừa chơi cổ truyền mà vừa là vận động viên điền kinh nữa. Điền kinh nữa? Rồi mình có tham gia thi đấu gì không em? Có những huân chương gì rồi? Kể chị Tường nghe với coi. Khoảng trên 60 huy chương các loại. Ồ, quá xuất sắc. Gặp gặp Mỹ trên sóng thì bấm muốn thở luôn á. Ai ngờ lên sóng, dáng chuẩn ơi là chuẩn. Thích nấu ăn, những lúc rảnh rỗi em cũng hay chế biến những cái món ăn độc lạ lạ hoặc là khám phá trên mạng. Dạ, em là điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, thích tất cả các bộ môn nghệ thuật. Mình cảm thấy là hai bên cần nhau thì mình cưới thôi. Em anh quan trọng điều đó, cần thì cưới thôi. Khi nào cũng được, quan trọng là tình yêu nó phải đủ chín mùi, mình phải tìm hiểu thật là kỹ.